Chương 1, mở đầu gạch dưới cô gái nhỏ mất tích. Nghe chọn bộ tại mê audio com. Buổi tối, tại một lễ hội của Nhật, một cô bé 2 tuổi mặc một bộ kimono màu hồng, miệng trúng chím, tay cầm cây kẹo mút đang được ba mình ẵm. Cô bé rất xinh xắn, thỉnh thoảng lại bị ba và anh hai chọc cho cười khanh khách không ngừng, khiến cho mẹ mình cũng phải bật cười thật là một gia đình hạnh phúc nhưng họ không biết rằng đó lại chính là sự khởi đầu cho mọi việc sau này gia đình ấy gạch dưới một gia đình hạnh phúc gia tộc ấy gạch dưới một gia tộc hùng mạnh và cô bé ấy gạch dưới cô gái nhỏ được sinh ra với biết bao sự yêu thương của các thành viên trong gia tộc là thiên thần của trời ban xuống là niềm vui của mọi người tất cả mọi điều tốt đẹp nhất đều được đặt lên người của cô bé sự yêu thương chiều chuộng sủng nịnh ba, ba, cái, đó, cô bé bập bẹ nói, tay chỉ về phía chiếc đèn lồng nhỏ tại một cửa hàng. Con gái cưng, con muốn đèn lồng nhỏ sao, ba cô bé yêu thương xoa đầu bé. Cô bé gật gật đầu, tay vẫn hướng chiếc đèn lồng chỉ ba. Đèn, lồng, ha ha, được ta đưa con đi mua. Rồi người đàn ông cất bước tiến lại phía quầy bán hàng. Ba đi, cô bé chỉ tay xuống đất, ý chỉ muốn ba cô để xuống tự đi. Được, con gái ngoan, đứng đây để ba mua con đèn lồng nhỏ. Sau khi được đặt xuống, cô bé bám vào hàng rào, xem những chiếc đèn lồng, ánh mắt long lanh, miệng cười tươi. Quả thật như một đóa hồng nhỏ. Bỗng đâu có vài con đom đóm bay qua, kéo theo sự tò mò của cô bé, bám vào hàng rào, cô bé thích thú nhắc từng bước chân nhỏ đi theo, dần khuất trong đám người con gái cưng ba mua đèn lồng nhỏ cho con rồi này người đàn ông quay xuống tìm kiếm bóng dáng tí hon của cô con gái bỗng đèn lồng từ trên tay ông rơi xuống khuôn mặt tái nhợt a a a người phụ nữ và đứa con trai đang ở quầy hàng khác nghe thấy tiếng hét len lỏi qua đám người rồi chạy lại bên người đàn ông ông xã sao vậy con bé gặp chuyện gì sao con bé làm sao thế ông xã con gái con gái của ta nó nó biến mất rồi con bé biến mất rồi giọng ông hoảng hốt trí óc hiện tại một trận gào thét ông đã làm gì con gái của ông trong lúc lơ là ông đã không để ý con gái ông biến mất rồi con gái biến mất không người phụ nữ bỗng ngất lịm đi bà xã bã xã em mau tỉnh tỉnh hạo vĩ mau mau gọi cấp cứu và gọi ra ra ngay Đêm đó, trên dưới gia tộc Marie hỗn loạn vì sự mất tích của cô bé. Trong công viên nhỏ phía sau lễ hội, một cô bé thút thít khóc đang nằm trong lòng một cô bé 9 tuổi. "Bé ngoan, em nín nín, chị cho em kẹo." Cô bé lắc đầu. "Ba mẹ em ấy bị lạc, làm sao bây giờ?" Cô gái quay sang ba mẹ mình. "Bé con thật tội nghiệp, hiện tại giữa biển người như vậy làm sao có thể tìm thấy ba mẹ cô bé?" chúng ta cũng không thể dùng quyền lực để tìm ba mẹ cho cô bé chuyện đó sẽ làm giới truyền thông xôn xao ba cô gái khó xử chi bằng chúng ta nhận cô bé làm con tạo cho cô bé một cuộc sống mới hiện tại chỉ còn cách đem cô bé về chăm sóc nói rồi người đàn ông ngồi xổm xuống vươn tay bế lấy cô bé con gái con tên là gì vô ích thôi ông xã, con bé còn quá nhỏ, sao nó có thể, người phụ nữ còn chưa nói xong, một giọng nói trong trẻo đã xen vào. Mẹ, trên chân cô bé có một sợi dây được cuốn hai vòng, hình như trên đó có chữ, người phụ nữ nghe con gái nói, liền ngồi xuống, tháo sợi dây ra. Là một sợi dây bạc. Mariani Will ai khuynh mẫn bối. Và, mọi chuyện bắt đầu từ đây. Chương 2, 9 năm sau gạch dưới hôn ước. Nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. Trong một cung điện hoàng gia, một gia đình bốn người đang ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn, vui vẻ nói chuyện. Ba ba, người ăn bánh ngọt, một cô bé 11 tuổi cầm chiếc đĩa có một miếng bánh ngọt đã được cắt ra, hướng ba ba, mình đưa tới. Ha ha, tiểu mẫn ngoan lắm. Người đàn ông ngoài 40 tuổi vui vẻ nhận đĩa bánh của cô bé được gọi tiểu mẫn, cắt một miếng bỏ vào miệng. Ngon quá. Tiểu Mẫn thật biết chọn bánh. Nghe lời ba khen, Tiểu Mẫn cười thật lớn, vui vẻ mà vô âu lo. Cô bé Tiểu Mẫn ấy, chính là Marianne Will Ai Khuynh Mẫn Bối. Hiện tại cô bé mang tên La Tiểu Mẫn. Lấy chữ mẫn trong khuynh mẫn bối, ba mẹ mong cô sẽ nhớ cái tên đó để sau này còn có thể tìm được ba mẹ ruột của mình. Hiện giờ tiểu mẫn được biết đến với danh đệ nhị công chúa của Hoàng gia Anh về việc tiểu mẫn thất lạc, ba mẹ nuôi vẫn chưa nói cho cô bé biết, sống với tiểu mẫn đã 9 năm, họ muốn ích kỷ giữ cô bé này lại, tại vì cô bé quá hồn nhiên chăng? Không, họ ích kỷ vì cô bé luôn là thành viên của gia đình, luôn vô âu vô lo, luôn quấn quýt bên họ, luôn khiến họ vui vẻ, làm cho họ cảm thấy như thấy được thời thơ ấu. Họ thực sự rất yêu tiểu mẫn. Bà ơi, nhưng tại sao phải chọn bánh vậy à? Tiểu mẫn hỏi ba mình đó chính là đức vua của hoàng gia anh la đông quân e hèm cái này ta cũng chưa nói cho chị con la đông quân nhìn tiểu mẫn rồi khó xử quay qua phía la ngọc khuê đang vui vẻ ngồi ăn bánh ngọt tiểu mẫn đưa rồi lại nhìn qua phía vợ mình từ thanh tâm đang ngồi nhấp tách trà chuyện gì vậy ba la ngọc khuê nhìn ba mình thắc mắc cùng lúc đó châu thanh tâm chen vào nói nói cho tiểu khuê biết đi ông xã, dù gì việc này sớm muộn cũng phải làm. Giọng bà nhẹ nhàng, giọng nói của một người phụ nữ chất chứa tình yêu thương dành cho ba người bà thương yêu nhất. Ba mẹ, là chuyện gì vậy? Tiểu Khuê, con có hôn ước với con trai của chủ tịch Hàn Thị, Hàn Minh Chiết, khuôn mặt ông méo mó, chỉ sợ rằng con gái mình sẽ nổi giận. Ông là rất cưng chiều ba người phụ nữ trước mặt này nha ý ba nói là thiếu gia nhà họ hàn đúng vậy nha ba người có thể giải thích mọi chuyện cho con được không khuôn mặt lang ngọc khuê nhìn rất thúi trên trán kẻ vài vạch tím là là ngày xưa đó ngày xưa ý từ khi con còn trong bụng mẹ ta có nói muốn lập một hôn ước cho con với con trai ông ta chính là cậu chủ họ hàn kia sẽ là vị hôn phu của con ngoài 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 ra còn có gia tộc khác cũng có đính ước À nhưng quan trọng là lễ đính hôn của con vào cuối tuần tới, là đông quân nuốt nước bọt xuống cổ họng, đầu đổ mồ hôi nhìn con gái lớn. Nhưng ba, chuyện này quá đường đột. Hơn nữa con cũng chưa có gặp anh ta, gia đình hai bên cũng chưa có một bữa cơm, làm sao có thể một cái đính hôn nhanh như vậy. Hơn nữa, con có 17 tuổi. Con từ từ chút, ở ờ thì, ngày mai gia đình họ có hẹn ăn cơm tại một nhà hàng. Còn ta cũng chót hẹn họ đợi tới khi con 18 tuổi sẽ gả. Nhưng 18 cũng đủ kết hôn rồi, ta nghĩ cũng nên nhanh thôi, vì Ờ thì ta cũng lớn tuổi, ông có chút hơi khó nói, nhìn con gái mình chuẩn bị phát hỏa. Được rồi mà ba, người không cần phải coi con như con bé nhỏ nữa đâu mà cứ luôn trông ba sợ con hơn sợ ma vậy. Về việc gặp mặt, con đồng ý nhưng những việc sau đó xin người để con thời gian suy nghĩ cô nói xong liền đứng dậy đi về phòng được được cho con suy nghĩ ta tôn trọng con ông nói với theo trước khi cái bóng của con mình biến mất trên cầu thang ba chị sẽ đi lấy chồng sao tiểu mẫn níu áo la đông quân cái đó ta chưa thể chắc cũng thiệt tình thôi con cũng mau về phòng ta cần cùng mẹ con nói chuyện ông xoa đầu tiểu mẫn đáp lại ông là nụ cười trong sáng của cô bé và một tiếng, vâng, ngọt ngào rồi thân hình bé nhỏ cũng chạy đi mất. Biệt thự hàn ra, con không chấp nhận hôn ước này. Một người thanh niên gần 20 tuổi hướng ba mẹ mình hét lớn. Không chấp nhận cũng phải đồng ý, con không có lựa chọn, một người đàn ông hơn 40 quát lớn. Con nói rồi, con đã có người yêu và con yêu cô ấy. Cô ta không xứng với con. Nghe ta, con phải chấp nhận hôn sự này. Cô ấy có gì không xứng? Tại sao ba mẹ hai người luôn làm khó dễ cô ấy? Điều kiện gia đình cô ấy có thể không lớn nhưng tình yêu của con và cô ấy là chân thật là rất lớn, không gì có thể chia cắt được chúng con. Ba, con không chấp nhận. Người đàn ông giơ cánh tay lên định cho đứa con hỗn đản kia một bà tai nhưng lại bị người bên cạnh túm lại, nói khẽ. Ông xã, thôi đủ rồi nếu con nó không chấp nhận vậy nhưng ít nhất cũng đã hẹn gia đình bên đó đi ăn chúng ta không nên nuốt lời người phụ nữ nhẹ nhàng khuyên giải hai cha con may cho con là còn có mẹ con đó hừ dù thế nào đi nữa thì mai cũng nhất định phải đi gặp mặt gia đình bên đó tên nhiệt chủng nhà ngươi con hỗn đản hừ người đàn ông nói xong liền bỏ về phòng nghe mẹ con hãy đi gặp họ trước đã mọi chuyện hãy tính sau nhé con biết rồi, mẹ cũng nên đi theo ba đi. Thiệt tình, ba ắt hẳn đang muốn đập con một trận lắm. Nói xong, cậu thanh niên cũng bỏ về phòng, để lại người mẹ đang than trời thán đất rằng tại sao hai cha con họ không thể yên ổn lấy một ngày cơ chứ. chương 3, gặp mặt gạch dưới diễn biến. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com, nhà hàng Wonderful nước Anh phía ngoài cửa có hai người trung niên đi vào tiến lại phía một cái bàn ăn có bốn người xin lỗi chúng tôi đến trễ người phụ nữ bước tới nhẹ nhàng nói bà cảm thấy hơi có lỗi không sao đâu chúng tôi cũng vừa mới tới thôi mời hai vị ngồi từ thanh tâm mẹ của hai chị em công chúa nhẹ cười hình như vẫn thiếu một người bà nhìn về phía chiếc ghế trống còn lại à xin lỗi con trai tôi có chút việc nên chắc tới trễ người phụ nữ phu nhân hàn ra bùi cẩn hương cười đáp hừ tên nhiệt chủng đó thì bận cái gì chứ người đàn ông hàn minh khôi nghe nhắc tới con trai thì lại cái vẻ mặt đen thui hừ hừ nói thấy vậy bùi cẩn hương chỉ cười gầy gầy tay chồng cái ông này đang lúc không biết nên ứng xử thế nào thì con trai của bà cuối cùng cũng tới à tiểu triết con tới rồi thưa chào ba mẹ, hai bác và hai tiểu thư, Hàn Minh chết cười một cái rồi ngồi vào cái ghế trống còn lại, đối diện với La Ngọc Khuê. Cháu hẳn là thiếu gia Hàn gia tài giỏi, là đồng quân đúng giọng của một trụ cột gia đình, trầm thấp hỏi hắn. Thưa ngài, tôi không dám nhận. Ha ha, được rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói. Ba hắn lên tiếng, tránh để con trai mình lại ăn nói không đúng. Tên này đúng là được nuông từ bé mà làm phản ông đây mà. Hừ. Lang Ngọc Khuê từ lúc thấy Hàn Minh chết thì trái tim dâng lên một gợn sóng. Kia chẳng phải là người mà cô đã thầm yêu suốt hai năm phổ thông sao? Sao anh lại xuất hiện ở đây? Vậy ra anh chính là vị hôn phu của cô. Trái đất này quả là nhỏ. Gặp được anh rồi, cô có may mắn chăng? Cảm xúc của cô lẫn lộn không biết nên diễn tả ra sao nữa liệu đây có phải cô đang sống trong thế giới thần tiên mà cô luôn mơ ước? Được gặp hoàng tử của mình như trong tiểu thuyết ngôn tình trang. Bỗng cô giật mình vì người kia nhắc tới tên mình. Đây chắc hẳn là đệ nhất công chúa của hoàng gia anh, tiểu thư lang Ngọc Khuê, hắn nhìn về phía cô. Dạ, xin chào, là tôi, cô ngượng ngùng đáp. Tôi có thể cùng cô nói chuyện một lúc được chứ? Tất, tất nhiên, ba mẹ, hai bác, chúng con xin phép một chút. Được, ba hắn gật đầu. Hắn và cô cùng đi ra phía ban công nhà hàng. Vì ở tầng 5 nên nhìn xuống sẽ rất đẹp, phía dưới chính là một sân cỏ xanh rờn còn đọng lại những giọt nước trong suốt vừa được tưới. Dưới ánh nắng mặt trời, hai người đứng đó như một bức tranh tuyệt đẹp. Anh có chuyện gì muốn nói sao? Lang Ngọc Khuê lên tiếng trước. Tôi sẽ vào vấn đề chính luôn. Tôi đã có người yêu và tình cảm của chúng tôi rất tốt. Nhưng vì cái hôn ước mà ông già đặt ra nên tôi phải tới ăn bữa cơm gặp mặt này. Vừa nãy tôi tới muộn là vì trước đó còn phải gặp cô gái của tôi để cô ấy yên tâm rồi mới tới đây. Tôi hy vọng cô sẽ hủy hôn sự của hai gia đình. Tôi sẽ rất biết ơn cô nếu cô có thể làm vậy và tác hợp cho chúng tôi. Điều này, cô phân vân. Ba mẹ cô ấy đã qua nên cô ấy rất khổ cực hiện ba mẹ tôi luôn ngăn cản tôi và cô ấy còn gây khó dễ tới cô ấy nên xin cô hãy hủy hôn ước được tôi sẽ hủy hôn ước nhưng với một điều kiện cô cứ nói việc gì tôi cũng chấp nhận miễn là được ở bên cô gái của tôi mỗi một câu cô gái của tôi của hắn lại khiến tim cô như thắt nghẹt nhưng biết làm sao hắn yêu cô gái kia cô ấy ắt hẳn rất may mắn khi được một người như hắn yêu cho tôi một cuộc hẹn làm như vậy sẽ không khiến bị nghi ngờ hơn nữa cũng dễ lấy cớ rằng chúng ta không hợp nhau mà hủy hôn sự lần này tôi chỉ cần một cuộc hẹn được tôi chấp nhận phía bàn ăn những người lớn tuổi chỉ cười họ nghĩ rằng hai đứa trẻ đã có tiến triển tốt tiểu mẫn từ đầu tới cuối vẫn luôn quan sát hai người bọn họ cô bé tuy nhỏ nhưng là người hướng cả nội tâm lẫn ngoại tâm Lần này, cô bé đã hiểu ra vấn đề, người thanh niên kia hẳn không thích chị cô. Nhìn biểu hiện của chị, cô cũng biết xảy ra chuyện gì đó. Dù thế nào thì cũng phải xem chuyện sau này sẽ ra sao đã. Thuyền không trôi ngược dòng, tùy cơ thì ứng biến. Chương 4, buổi hẹn hò nhạt nhẽo. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Hôm nay là buổi hẹn hò của Lăng Ngọc Khuê và Hàn Minh Chiết sau khi nói chuyện cùng nhau ở nhà hàng wonderful hai người họ đã được hai bên gia đình đồng ý với lang ngọc khuê tuy rằng cô đã hứa sẽ giúp hàn minh chiết hủy hôn ước nhưng cô không chắc điều đó sẽ được chấp nhận ba cô rất chiều chuộng hai chị em nhưng lang ngọc khuê cô là một công chùa mẫu mực cho toàn vương quốc cũng là do ba cô dạy dỗ rèn luyện từ bé tối hôm qua trời mưa to như muốn đè sập các mái nhà chớp rạch ngang trời như muốn xé toạc cả bầu trời nhưng ngờ đâu hôm nay trời lại rất đẹp. Trời trong xanh, không khí trong lành, những hạt mưa còn đọng lại trên cành lá xanh mướt, ánh mặt trời nhẹ nhàng rải lên vạn vật. Hôm nay quả thật là một ngày phù hợp để hẹn hò. Mới 6 giờ sáng là Ngọc Khuê đã dậy, phấn khởi chuẩn bị. Là một công chúa đương nhiên phải chú ý tới từng cử chỉ, lời nói và điều đó với cô là rất quen thuộc nhưng chưa bao giờ cô lại khẩn trương như thế này mở toang tủ quần áo ra, đứng trước gương thử từng bộ, từng bộ, từng đôi giày. Không được, không được, thử hoài mà vẫn không được. Bỗng La Ngọc Khuê thấy lạnh sống lưng, nhìn ra phía cửa. Một bóng dáng nhỏ bé đang ôm một con gấu, trên người vẫn là bộ đồ ngủ. La Ngọc Khuê giật mình thét lên một tiếng. "Chị hét cái gì vậy?" La Tiểu Mẫn trợn mắt nhìn chị mình đang ngập chìm trong đống quần áo. Em xuất hiện thình lình như vậy ai nghĩ là người thường cơ chứ? Chị đang làm gì thế hả? Thử quần áo, hôm nay là ngày hẹn hò của chị và Hàn thiếu gia. A, à, em nhớ rồi. Hôm qua hai người đã nói chuyện gì vậy? La tiểu mận ôm con gấu, tiến tới nằm lên giường La Ngọc Khuê. Chuyện đó không thể nói được. À, em xem chị mặc bộ nào đẹp. Đúng rồi, lát nữa chị nên để tóc như thế nào? A, à, làm sao đây? Lang Ngọc Khuê vào đầu bứt tóc, xong nghe được câu nói phun ra từ miệng em gái của mình thì muốn ném nó bay đi xa. Mặc rẻ rách, tóc bù xù, dép tổ ong. Mốt đấy? là Tiểu Mẫn thong thả từng từ phun ra, chẹp miệng một cái. Lang Ngọc Khuê quyết định rồi, cô sẽ ném La Tiểu Mẫn đi lập tức. "Chị, cái váy màu hồng kia đẹp, cái áo màu trắng kia xinh, đôi giày kia rất dễ thương, làm tóc như vậy rất đẹp nè." thấy trên đầu chị mình đã bay lên khói, la tiểu mẫn giật nảy mình đứng dậy chỉ chỉ lung tung. Thật hả? Vậy em xem thử nhé. La Ngọc Khuê nghe em gái nói xong, những ý nghĩ kia liền bay đi mất tâm trạng phấn khởi cầm cái đầm màu hồng vào phòng tắm. La Tiểu Mẫn ngáp một cái, nằm xuống giường. Gấu con à, em có muốn đi chơi cùng chị không? Ta ra, chị xong rồi Tiểu Mẫn em thấy thế nào Lang ngọc khuê giang hai tay xoay một vòng cô đang mặc một cái đầm hai dây màu hồng phấn chân váy xòe giữa eo bên trái là một bông hồng đậm hơn thêm cái áo màu trắng kia kìa la tiểu mẫn chỉ tay về phía một chiếc áo mỏng vắt trên ghế Lang ngọc khuê cầm áo mặc vào ừm rất đẹp và rất thời trang em rất có mắt thẩm mỹ đấy cô giơ ngón cái lên hướng la tiểu mẫn không phải chị từng nói với em câu đó rồi sao? Chị còn nói em sẽ phù hợp với ngành thiết kế. Chị quên hả, la tiểu mẫn mở to hai mắt nhìn chị mình. Không giống với chị cô trước kia. À, chị không quên. Chỉ là chưa từng thấy trong lòng nôn nao như hôm nay, la tiểu mẫn mỉm cười, tiến lại bàn trang điểm trải lại mái tóc của mình. Chị, để khuôn mặt tự nhiên sẽ đẹp hơn, la tiểu mẫn lên tiếng. Chị biết rồi, chỉ cho chút son vào thôi. La Tiểu Mẫn nằm sấp nhìn chị mình, cô xác nhận chị mình vẫn còn chút bình thường. Bôi chút son, sau đó là Ngọc Khuê đứng dậy giơ tay chào La Tiểu Mẫn. Chào nhé công chúa tí hon, chị đi đây. Bye bye, La Tiểu Mẫn giơ tay lên chào lại. Mọi việc suôn sẻ. Câu nói đó, La Tiểu Mẫn không biết tại sao mình lại nói vậy nữa. Phải chăng cô bé có linh cảm gì chăng? quên đi, quên đi, chắc không có gì đâu. Tại công viên, Lang Ngọc Khuê xinh đẹp đứng dưới gốc cây chờ ai đó. Mái tóc gợn sóng bay nhẹ dưới gió, cô mặc váy hồng, áo trắng mỏng, mang giày búp bê trắng, trông cô giống như một thiên thần. Đã 7 giờ, La Ngọc Khuê hướng mọi phía tìm kiếm một bóng hình. Nhưng qua hơn vài phút, vẫn không thấy gì. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ, chân đá đá mấy ngọn cỏ. Đã hơn 7 giờ được nửa cạnh một hốc cây lớn một cô bé có mái tóc màu hồng thắt đuôi ngựa mặc áo phông dài tay màu trắng cùng với quần bò yếm xanh đậm mang đôi giày thể thao màu tím đội mũ le đen và còn kèm theo là cái túi chéo là một chú gấu giơ tay lên lắc lắc cái đồng hồ nhỏ chị ấy đã chờ được hơn nửa rồi la tiểu mẫn lẩm bẩm trong miệng trên ghế gỗ công viên lan ngọc khuê thoảng nét buồn trên khuôn mặt Cô sợ, sợ người đó sẽ không tới, sợ rằng cô sẽ không được gặp người đó cho dù hôm nay là buổi hẹn đầu tiên cũng như cuối cùng của cô với anh. Đang miên man với dòng suy nghĩ thì một giọng nói vang lên, kéo cô về với thực tại. "Xin lỗi, tôi tới hơi trễ." "À, không sao, không sao. Tôi cũng vừa tới." Lang Ngọc Khuê đứng dậy, phủi phủi một chút rồi nở nụ cười tươi nhưng khi nghe tiếp câu nói của Hàn Minh Chiết thì nụ cười của cô trở nên gượng gạo. Tôi vừa phải đưa bạn gái tôi về nhà và giải thích cho cô ấy nên tới trễ, xin lỗi. Cô ấy hay giận dỗi quá, anh quan tâm tới cô gái đó rất nhiều, người con gái được anh yêu ắt hẳn sẽ rất hạnh phúc. Tim cô như thắt lại, cô không muốn nghĩ tới. Lăng Ngọc Khuê, hôm nay là ngày duy nhất của mình và Hàn Thiếu Gia, phải trân trọng nó trong hốc cây la tiểu mẫn lửa tán quanh người móng tay như quỷ cô cắm vào thân cây sần sùi cào cào hắn ta vừa nói cái gì đó là một sự đà kích lớn tới tâm hồn thiếu nữ của chị cô hàn minh chiết và lang ngọc khuê đi dạo khắp công viên xem thú ăn uống rồi cuối cùng là đi xem phim đó là một đoạn phim tình cảm người con gái yêu một chàng trai cô ấy chấp nhận từ bỏ người mình yêu để chàng trai ấy và bạn gái của hắn được hạnh phúc đoạn này nghe rất giống một cái gì đó la mẫn bối ngồi phía sau Lang ngọc khuê một hàng ghế chăm chú theo dõi phim cũng theo dõi hai người phía trước cô rất thích đọc ngôn tình thực ra tuổi của cô vẫn còn nhỏ không nên đọc chuyện tình cảm nhưng cái đó là bị chị gái của mình tiêm nhiễm thực sự là rất ghét phim tình cảm cũng là sở trường của cô giống như đang đọc ngôn tình trên màn ảnh quả thực là ghét thật chúng ta kết thúc ở đây thôi cô nhớ những gì đã hứa với tôi đấy tôi rất vui vì cô đã giúp chúng tôi cảm ơn ánh chiều tạp phủ xuống rồi buổi hẹn hò kết thúc cả ngày hôm ấy hai người họ cũng không có gì diễn biến kết thúc nhàm chán kỷ niệm của lan ngọc khuê về anh chẳng lẽ lại ngắn ngủn như vậy anh không thể đối cô thân thiết dù một lần sao à không có gì được thấy hai người hạnh phúc tôi rất vui hy vọng ba mẹ anh không làm phiền tới cô ấy nữa. Lang Ngọc khuê mỉm cười trong lòng ngực lại tê tái. Cảm ơn cô. Khi nào tôi tổ chức hôn lễ nhất định sẽ mời cô. Để tôi đưa cô về. Hàn Minh Chiết không lạnh không nóng nói vài lời. Không cần đâu, tôi tự có thể về. Cảm ơn anh. Lang Ngọc khuê cầm lên con gấu bông hôm nay anh thắng được từ trò chơi bắn súng lên ra về, nó là món quà kỷ niệm của cô chị, hôm nay thế nào? Ngoài cổng công viên, La Tiểu Mẫn đã thay trang phục giống như chưa có gì xảy ra, giống như cô bé chưa biết gì. Áo sơ mi tím cùng quần đen, mang một đôi dép tông, tóc đen buộc cao, mái thưa bay bay trong cô bé xinh xắn làm sao? Từ cửa xe cửa bước ra cô bé vừa hỏi. a à, rất tốt, rất tốt, rất vui. Lang Ngọc Khuê cười gượng gạo, sợ em gái sẽ nghi ngờ. Về thôi, chị đói rồi bộ hắn không đưa chị đi ăn à về thôi về thôi là ngọc khuê đẩy đẩy em mình vào trong xe trương nam đột ngột đòi kết hôn nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com buổi tối tại cung điện hoàng gia thưa ba con muốn hủy hôn con nói cái gì con và hàn thiếu gia không hợp nhau buổi hẹn hôm nay cậu ấy không được vui cho lắm con gái cho dù con muốn hủy hôn thì cũng phải nên suy nghĩ lại chứ con chắc chắn là suy nghĩ kỹ hay chưa ngoài hàn thiếu gia không người nào phù hợp với con ta thấy cậu ta cũng rất được gia thế tốt ngoại hình và thể lực tốt có thể thêm vài cuộc hẹn nữa để tìm hiểu thêm không thưa ba con không muốn hôn sự lần này xin ba hãy hủy hôn là ngọc khuê lập tức ngắt lời ba mình con sẽ kết hôn khi nào con muốn và với người mình yêu cô nói vậy để cho ba mình yên lòng nhưng thực chất tim cô đã dành cho một người yêu đơn phương người ấy liệu cô còn có thể hướng tới người khác được không nếu như hai đứa không được thật vậy thì ta sẽ hẹn ngày gặp gia đình bên đó và hủy hôn nhưng thật sự điều này ta cũng không muốn chút nào con xin lỗi thưa ba con đã không làm tròn bổn phận của một công chúa con gái ngốc con và tiểu mẫn luôn là công chúa của ta Ta yêu ba mẹ con con hơn bất cứ điều gì, là Đông Quân ôm lấy La Ngọc Khuê. Ông rất rất thương cô và tiểu mẫn. Bạn không thể tìm được người cha nào như ông ấy được đâu. Ba thực sự rất tốt. Bây giờ con mới nhận ra sao? La Ngọc Khuê rụi đầu vào ngực ba mình. Phía ngoài cửa phòng làm việc của La Đông Quân, La Tiểu Mẫn áp sát tai vào cửa lớn. Ôi, mình yêu ba chết mất, cô ôm con gấu lớn, hôn chụt chụt lên mặt nó. Mới đầu nghe chuyện hủy hôn La Tiểu Mẫn rất thắc mắc, tuy rằng hôm nay chị cô nói không hợp nhau nhưng cô thấy cũng không hẳn như vậy, nhưng cũng có thể như vậy. La Tiểu Mẫn đã theo dõi La Ngọc Khuê suốt cả ngày, cô bé nghĩ một buổi hẹn nếu không hợp thì còn có thể hẹn lại, từ trước tới giờ chị cô chưa từng giải quyết chuyện gì nhanh như vậy. Luôn luôn thật cẩn thận kia mà. Chẳng lẽ mình bỏ qua đoạn nào sao? La Tiểu Mẫn nhớ là cô đâu có chạy lung tung đâu, kè kè sau lưng hai người đó kia mà. Cô bé lắc đầu, trở về phòng. Lang Ngọc Khuê đã tra được thông tin của cô gái mà Hàn Minh chết yêu kia. Cô có gọi điện hẹn cô ấy. Cô có vài điều muốn nói. Ngồi trong một nhà hàng, Lang Ngọc Khuê cầm tách trà lên nhấp một ngụm. "Xin lỗi, cô là Lang Ngọc Khuê, người đã tìm tôi phải không?" một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Lang Ngọc Khuê ngước mắt lên nhìn, quả là một cô gái xinh đẹp, mái tóc săn ngang vai, màu vàng đặc trưng của người anh. Cô gái ấy mặc một bộ váy màu cam, mang giày cao gót đỏ. "Phải, mời cô ngồi." Lang Ngọc Khuê mãi mới lên tiếng. "Đợi sau khi cô gái kia ngồi xuống, cô hỏi: "Cô lên là Mỹ Hằng?" vâng đúng rồi cô là công chúa lang ngọc khuê mỹ hằng nhận ra người mà tv hay nói tới lang ngọc khuê gật đầu tôi cũng chỉ có vài chuyện muốn nói với cô cùng là con gái nên muốn tâm sự chút hàn minh chiết có hẹn cùng đối tác đi bàn công việc tại một nhà hàng sau khi bàn công việc xong xuôi anh đứng dậy định hướng phía cửa ra về thì bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc chạy ra anh liền nhanh chóng chạy theo Mỹ Mỹ, em làm gì ở đây vậy? Hàn Minh chiết tiến lại phía Mỹ Hằng. Hai tay cô ôm mặt trước ngực ướt đẫm một màng, tiếng nước nở khiến anh trở nên sốt ruột. Mỹ Mỹ, em làm sao vậy? Kẻ nào đã bắt nạt em? Chưa kịp kéo Mỹ Hằng vài lòng, cô ấy đã lùi ra, vừa khóc vừa nói. Anh là tên đáng ghét. Tại sao anh không nói là anh đã có hôn thê? Anh lừa dối em cô ta còn nói em đeo bám anh vì ra tài nhà anh nói rằng em không khác gì những cô gái ở trong quán bar anh là đồ dối trá người như vậy anh định tổ chức hôn lễ cùng cô ta sao hu hu mỹ hằng nói xong rồi chạy đi mất trên môi cô ta thoáng nhẹ một nụ cười cảm ơn cô lang ngọc khuê thực ra nhờ cô mà tôi có cơ hội thực hiện kế hoạch của tôi đấy anh đừng có tìm tôi nếu tìm tôi tôi liền tự tử đó Hàn Minh chết mãi mới kịp tiêu hóa câu nói của Mỹ Hằng thì cô ta cũng đã chạy đi mất. Anh tức giận, quay lại thì vừa đúng thấy Lang Ngọc Khuê đi ra từ nhà hàng. Anh quyết định sẽ trả thù cô thay bạn gái của mình. Anh sẽ khiến cô phải đau khổ bằng cách tàn ác nhất. Lang Ngọc Khuê, chúng ta kết hôn đi. Khi vừa ra ngoài nhà hàng, Lang Ngọc Khuê đã nghe thấy giọng nói kia, xoay người lại thì ra là Hàn Minh chiết. Hàn thiếu ra, anh vừa nói gì vậy? Không phải hôm trước anh còn nói tôi hủy hôn ước sao? Tôi nghĩ lại rồi, kết hôn đi. Hơn nữa, nên nhanh chóng. Nhưng, cô phản đối sao? Không, nhưng, nhưng mà nếu anh nghĩ lại thì tôi đồng ý, liệu đây có phải là kiểu cầu hôn mới không nhỉ? Lang Ngọc Khuê cười tươi, dù gì thì anh ấy cũng đã nghĩ lại rồi. Cô rất vui. Hàn Minh chiết thấy biểu hiện của Lang Ngọc Khuê thì lửa hận càng ngùn ngụt. Phải rồi, cô ta đạt được mục đích thì nhất định phải vui. Tôi sẽ cho cô biết tội sỉ nhục bạn gái tôi. Mỹ Mỹ, đợi anh, anh sẽ tìm em sau, xin em đừng làm gì dại dột đấy. Lang Ngọc Khuê không biết rằng cô đang bước vào cái bẫy của tử thần. Phía trong nhà hàng, từ cửa kính, La Tiểu Mẫn thẫn thờ, hai mắt mở lớn nhìn ra ngoài không thể nào chị 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 đang đi vào bẫy đó chị cô gái vừa nãy đã nói sai sự thật chị hủy hôn đi hai người họ thông đồng đó chị em đã thấy hết không được đừng đồng ý la tiểu mẫn như bị sốc một trận rồi khi cô định thần lại chạy ra ngoài kêu người đưa về cung điện thật nhanh